Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin thời sự đáng chú ý sau. Nâng cao đạo đức người làm báo. Cơ quan báo chí lớn sẽ được phép kinh doanh nội dung. Kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ cấm. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế báo chí. Ngay đầu phiên chất vấn, nhóm nội dung liên quan đến báo chí trước sự cạnh tranh gay gắt của mạng xã hội, tình trạng tiêu cực của một bộ phận phóng viên, biên tập viên thời gian qua đã làm nóng nghị trường Quốc hội. Xin Bộ trưởng cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa báo chí truyền thống và Internet, mạng xã hội, tràn lan thông tin sai lệch và tin giả, vậy ngoài việc tăng cường chất lượng đẩy mạnh số hóa báo chí, thì bài toán kinh tế báo chí, mô hình kinh doanh báo chí sẽ phải giải quyết như thế nào để báo chí truyền thống có thể cạnh tranh và tồn tại, làm tốt vai trò người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nếu chúng ta cứ báo chí mà cứ chạy theo mạng xã hội thì chúng ta sẽ bị đứng ở phía sau. Cái cách mà chúng ta khác biệt với mạng xã hội là làm khác mạng xã hội, quay lại với những giá trị cốt lõi, dùng công nghệ số để mà chúng ta lấy lại trận địa, tăng cái số lượng độc giả và từ đó thì quảng cáo cũng sẽ tăng lên. Đặc biệt là trong cái quy hoạch mà báo chí ấy, thì có một cái nội dung rất quan trọng là nhà nước tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho 6 cơ quan báo chí chủ lực để trở thành sức mạnh truyền thông, tạo điều kiện cho họ, tạo cơ chế đặc biệt cho họ. Và trong cái sửa đổi luật báo chí sắp tới mà có trình Quốc hội và cũng rất mong Quốc hội ủng hộ là giao cho chính phủ xây dựng một cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí cho các cơ quan báo chí chủ lực. Tình trạng tiêu cực của phóng viên, biên tập viên thời gian qua phải chăng có sự bùng nổ của báo chí, tạp chí chuyên ngành trên các lĩnh vực dẫn đến chất lượng về chuyên môn thấp, đi xa tôn chỉ mục đích, vi phạm điều luật cấm. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân nào có tình trạng trên và có giải pháp như thế nào để hoạt động báo chí và quảng cáo cạnh tranh lành mạnh giữa quảng cáo mạng với thông tin truyền thống của chúng ta. Lý do của nó thì cũng có câu chuyện là kinh tế báo chí. 80% quảng cáo trực tuyến trước đây thuộc về báo chí thì hiện nay rơi vào tay mạng xã hội. Có nghĩa là nguồn thu từ quảng cáo đối với các cơ quan báo chí giảm một cách đáng kể. Thủ tướng Chính phủ đã ra một cái chỉ thị vào năm 2023 về truyền thông chính sách. Trong đó ấy, thì xác định rất là rõ là các chính quyền các cấp phải coi truyền thông chính sách là một nhiệm vụ của mình, có bộ máy và có ngân sách hàng năm để đặt hàng cho báo chí. Thì đây cũng sẽ là một cái nguồn tăng thêm cho các cái báo chí thực hiện về kinh tế báo chí. Rồi báo chí cũng phải thay đổi công nghệ, hiện nay kém mạng xã hội là về mặt công nghệ. Về mặt nội dung thì không, nhưng về mặt công nghệ thì kém. Thì có một chiến lược về chuyển đổi số quốc gia cho báo chí để đưa cái công nghệ của báo chí tương đương với lại các cái nền tảng xã hội. Thưa quý vị, kinh tế báo chí là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bởi các cơ quan báo chí truyền thống đang trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Internet, mạng xã hội. Trong phần trả lời chất vấn của mình, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định nhà nước sẽ tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm cho 6 cơ quan báo chí chủ lực để trở thành sức mạnh truyền thông với những điều kiện cơ chế đặc thù. Ngoài việc tăng cường chất lượng đẩy mạnh số hóa báo chí, thì bài toán kinh tế báo chí, mô hình kinh doanh báo chí sẽ phải giải quyết như thế nào để báo chí truyền thống có thể cạnh tranh và tồn tại. Với quan điểm báo chí cách mạng thì cách mạng phải nuôi, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu các bộ ngành chính quyền địa phương các cấp phải coi truyền thông là việc của mình. Ngoài chủ động có kế hoạch cũng như bộ máy đưa thông tin, phải có ngân sách hàng năm để chi cho truyền thông chính sách. Từ năm ngoái, chính quyền các cấp đã bắt đầu tăng ngân sách đặt hàng cho báo chí. Cái thứ hai là khi chúng ta sửa luật báo chí sắp tới thì chúng ta cũng có một cái mục để nói về kinh tế báo chí. Trong đó thì cho phép là một số cơ quan báo chí lớn là được kinh doanh về nội dung, kinh doanh xung quanh lĩnh vực là truyền thông, nhưng mà kinh doanh để làm báo. Bộ trưởng cũng đã nói ở nhiều hội nghị, đó là báo chí cách mạng thì cách mạng phải nuôi. Tôi cũng biết là Bộ trưởng rất là quan tâm đến kinh tế báo chí đến nguồn thu đang sụt giảm của các cơ quan báo chí. Trong đó cái việc chảy nguồn thu này sang các nền tảng mạng xã hội đến 80%. Như vậy thì báo chí hết sức khó khăn. Tuy nhiên, tôi rất băn khoăn về cái cách chúng ta quan tâm hỗ trợ báo chí thế nào cho nó hiệu quả. Thì tôi nghĩ là đi hai chân, cả cái câu chuyện là từ đặt hàng của nhà nước đến cái câu chuyện là chúng ta phải bám chặt chân vào thị trường, độc giả, đi cho đều chân, thì tôi nghĩ là sẽ giữ được cái báo chí cách mạng. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hiện nay nhiều người chán nản trước thông tin tiêu cực của mạng xã hội mà quay về đọc những thông tin báo chí tích cực. Nếu báo chí chạy theo mạng xã hội thì sẽ đứng ở phía sau, phải dùng công nghệ số để lấy lại trận địa, tăng số lượng độc giả, từ đó quảng cáo sẽ tăng lên. Và nếu cho báo chí được kinh doanh nội dung, kinh doanh xung quanh lĩnh vực về truyền thông sẽ thúc đẩy báo chí truyền thống phát triển. Phát biểu kết luận nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc trách nhiệm giải trình chính của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên chất vấn đã có 36 đại biểu Quốc hội chất vấn, 9 đại biểu tranh luận. Qua phiên chất vấn, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành có liên quan chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật báo chí, bảo đảm chất lượng, sớm ban hành quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong năm 2025, hình thành kết nối mạng lưới chuyển đổi số báo chí, phát triển hệ thống giám sát, tập trung đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trí tuệ, nhân tạo để rà quét, phát hiện các vi phạm về quảng cáo trên các nền tảng số, thúc đẩy xây dựng, công nhận nền tảng số đo lường dữ liệu độc giả của Việt Nam để công bố dữ liệu phục vụ cho quảng cáo trên báo chí. Tăng cường đấu tranh, đàm phán, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới và các mạng lưới quảng cáo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí và trên môi trường mạng, phối hợp bộ ngành liên quan để phủ sóng viễn thông ngay sau khi triển khai điện lưới đối với các thôn chưa có điện, tăng cường giám sát, thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Và cũng trong chiều ngày 12 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Trong đó, Quốc hội thống nhất một số chỉ tiêu liên quan đến ngành y tế như 15 bác sĩ trên 1 vạn dân, 34,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%. Báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan được nêu tại phiên chất vấn. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, ngành y tế vẫn còn không ít những hạn chế bất cập, thậm chí còn một số vấn đề gây bức xúc trong dư luận như chưa khắc phục được triệt để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, chậm xử lý một số dự án vướng mắc bất cập trong quản lý thực phẩm chức năng, phòng chống tác hại của thuốc lá. Phó Thủ tướng đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tích cực xử lý, giải quyết các vấn đề đặt ra, để ngành y tế không đơn độc trong thực hiện sứ mệnh quan trọng, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 12 tháng 11, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung. Phiên chất vấn đã thành công tốt đẹp với những cam kết mạnh mẽ trong chỉ đạo, quản lý, điều hành. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đã có 136 lượt đại biểu chất vấn, 18 lượt đại biểu tranh luận, còn 80 đại biểu đăng ký chưa được chất vấn. Các nội dung cụ thể đã được kết luận tại 3 phiên chất vấn đối với từng lĩnh vực trên cơ sở chất vấn của các đại biểu, Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua tại phiên bế mạc của kỳ họp này. Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, xem video clip về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Xin được chuyển sang phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024. Đây là việc làm hàng năm. Đợt kiểm tra lần này càng có ý nghĩa do công tác kiểm tra trùng với đợt thả cá giống và có lệnh cấm bắt cá trong thời gian 1 tháng sau ngày thả cá giống vào Hồ Dầu Tiếng. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về lĩnh vực thủy sản, trọng tâm là các loại ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thủy sản, giúp người dân nâng cao ý thức trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm tra, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về khai thác các loại ngư cụ cấm thường sử dụng nhằm có biện pháp quản lý, tăng cường tuần tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm kịp thời. Đối tượng kiểm tra là các tổ chức cá nhân có hoạt động vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ để khai thác thủy sản trên các thủy vực thuộc địa bàn tỉnh, đặc biệt trên Hồ Dầu Tiếng. Nội dung kiểm tra là việc kiểm soát việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ cấm, chú trọng các loại hình sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện, ghe cào, ghe duỗi, lồng xếp, ngư cụ kết hợp ánh sáng để khai thác thủy sản. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp trên tất cả thủy vực trên địa bàn tỉnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, thực hiện, phối hợp Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban Nhân dân, Công an huyện Dương Minh Châu, các xã ven hồ, phối hợp cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra tại địa bàn quản lý. Tháng 10 năm 2024, hoạt động tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan. Cụ thể, trong tháng 10, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh được 698 người, trong đó có 521 học viên theo học trình độ trung cấp và 177 học viên theo học trình độ sơ cấp. Hiện tại, tổng số lượng học viên đang theo học các chương trình đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 7.879 người. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt kết quả khả quan. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, đã có 2.351 người lao động nông thôn được đào tạo, đạt tỷ lệ trên 92% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, chương trình đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo trong khuôn khổ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đạt được kết quả tích cực với 620 người được đào tạo. Trong thời gian qua, huyện Tân Châu đã tập trung nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, từng bước được đầu tư đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, huyện Tân Châu đã kiến nghị và đề xuất tỉnh hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng một tuyến đường vành đai biên giới và 3 tuyến đường tỉnh, đó là DT 793, DT 794 và DT 795. Quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyện với chiều dài gần 60 km, tổng mức đầu tư là 290 tỷ đồng và đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng xây dựng 390 công trình đường giao thông nông thôn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch kiến trúc, nâng cấp vỉa hè, giao thông nội thị, chăm sóc cây xanh, đèn chiếu sáng, triển khai thực hiện cơ bản hoàn chỉnh xây dựng lại khu trung tâm thương mại Tân Châu. Đến nay, thị trấn Tân Châu đã đạt 50 trên 52 tiêu chí văn minh đô thị theo quyết định số 04 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý khán giả, tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và thế giới với những thông tin đáng chú ý sau. Tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào. Trung Quốc và Nga tham vấn an ninh chiến lược thường niên. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong gần 1 tháng, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong đó, tại tỉnh Siêng Khoảng, đội đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Tại tỉnh Say Sẩm Bun, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu từ 0,8 đến 1,5 mét, còn nhiều xương vụn, răng được bọc kỹ trong tang võng và nhiều di vật như cúc áo, thắt lưng, giày, túi thuốc cá nhân, khăn dù, bật lửa Việt Nam, bát ăn cơm. Sau khi được tìm thấy, hai cốt các liệt sĩ được đội đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị ở thị xã Bon Sa Vẳng, tỉnh Siêng Khoảng, Lào. Theo kế hoạch, mùa khô năm 2024-2025, đội quy tập được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên 3 địa bàn tỉnh Siêng Khoảng, Say Sổn Bon, Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nhu cầu điện sẽ tăng mạnh, dự kiến khoảng 12-13% vào năm 2025 và cao hơn nữa trong các năm tiếp theo. Chính phủ đang hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc cho dự án hạ tầng điện, phát triển lưới điện thông minh và tăng cường tự động hóa. Đồng thời, các dự án điện lớn sẽ sớm khởi công và hoàn tất thủ tục đưa vào vận hành. Việc rà soát các dự án điện tái tạo gặp vướng mắc, định giá hợp lý để khuyến khích phát triển nguồn điện cũng là ưu tiên. Về dài hạn, chính phủ đề xuất tái khởi động dự án điện hạt nhân và đẩy mạnh điện gió ngoài khơi. Quốc hội cũng đang xem xét sửa đổi luật điện lực để tạo đột phá trong phát triển nguồn và lưới điện. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam phối hợp mở rộng khai thác bay đêm từ 0 giờ đến 24 giờ hàng ngày tại các sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2025 từ ngày 14 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2025. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Cục Hàng không cũng chỉ đạo tăng cường đội tàu bay và điều chỉnh giờ khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Các đơn vị phục vụ trong chuỗi vận tải không cần chuẩn bị nguồn lực và theo dõi tình hình vé, đặt chỗ để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thưa quý vị, số ca mắc sởi tại Hà Nội đang có dấu hiệu tăng lên, có nguy cơ tăng cao trong 3 tháng cuối năm. Hiện thì nhiều bệnh viện đã ghi nhận các ca mắc sởi, trong đó chủ yếu là trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng hoặc chưa được tiêm mũi nào, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Viêm tai bổ giữa kèm theo sốt cao, khi đi kiểm tra lại em bé này dương tính với virus sởi. Mặc dù đã đến tuổi tiêm phòng vaccine, nhưng bé vẫn chưa được tiêm mũi nào. Bạn ấy được 9 tháng rưỡi, thời điểm bắt đầu định cho đi tiêm vaccine thì bạn ấy bị sốt do viêm tai giữa. Thế là từ đó đến giờ là bạn chưa có tiêm được thì đã dính sởi rồi. Sốt cao liên tục, em bé này cũng được phát hiện mắc sởi khi chưa đến tuổi tiêm phòng. Cháu cho tôi thì là nếu mà theo lịch tiêm là 9 tháng ạ. Khi trẻ được 9 tháng thì mới được tiêm. Thì bây giờ cháu mới được có 7 tháng nên là cũng chưa được tiêm ạ. Bệnh viện Nhi Hà Nội liên tục ghi nhận ca mắc sởi trong 1 đến 2 tuần trở lại đây. Trong đó, một số trẻ đã phải sử dụng máy thở. Phần lớn bệnh nhi mắc đều dưới 9 tháng, chưa đủ tuổi để tiêm phòng vaccine sởi. Thì cái việc mà bệnh nhân có thể tiếp xúc với các cái nguồn lây, đôi khi ở người lớn thì chúng ta chỉ là các triệu chứng nhẹ như là hắt hơi, là chảy mũi, là sốt thôi. Nhưng ở trẻ em thì khi mà bùng phát các triệu chứng thì thường nó sẽ nặng và khá là điển hình. Và với cái việc mà người lớn chỉ các triệu chứng nhẹ thì đôi khi bố mẹ chủ quan có thể bảo là mình là viêm họng hay là viêm xoang chẳng hạn thì chắc là họ sẽ lây bệnh cho con. Sởi là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây nên. Bệnh có xu hướng diễn biến mạnh vào mùa đông xuân, dễ bùng phát thành dịch. Sởi thường gặp ở trẻ nhỏ, người có miễn dịch kém, dễ dẫn tới biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được phát hiện. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả cho trẻ. Đặc biệt, cần rà soát lại tình trạng tiêm chủng, tiêm bù vaccine ngay cho trẻ để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh. Thưa quý vị, Trung Quốc và Nga đã tiến hành vòng tham vấn an ninh chiến lược thường niên lần thứ 19 tại Bắc Kinh nhằm trao đổi quan điểm sâu sắc những vấn đề cùng quan tâm liên quan đến an ninh chiến lược. Tại cuộc tham vấn, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, bảo vệ quan hệ song phương, phát triển toàn diện và cùng nhau thúc đẩy an ninh và ổn định toàn cầu. Theo đó, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh và Moscow đã ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực tế. Ông Vương Nghị cũng khẳng định hai bên cần tăng cường quan hệ hợp tác này cũng như sự tin cậy chiến lược lẫn nhau. Về phần mình, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để thực hiện sự đồng thuận mà hai bên quyên thủ quốc gia đã đạt được, đồng thời tăng cường hợp tác và phối hợp song phương trong các cơ chế đa phương nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Tại hội nghị COP29 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Baku, Azerbaijan, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết đến năm 2035 sẽ cắt giảm 81% lượng khí phát thải nhà kính so với mức năm 1990. Tại hội nghị COP29, Thủ tướng Anh cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần đưa ra mục tiêu cắt giảm riêng, nhấn mạnh cần phải có quan hệ đối tác toàn cầu và hợp tác quốc tế để giải quyết một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới hiện phải đối mặt. Theo truyền thông Anh, mục tiêu khí hậu mới của chính phủ Anh được đưa ra theo tư vấn của các nhà khoa học và cố vấn độc lập, cũng như phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban biến đổi khí hậu. Mục tiêu này có thể đạt được bằng cách khử carbon trong ngành điện và thông qua việc phát triển mạnh điện gió ngoài khơi, cũng như đầu tư vào thu giữ và lưu trữ carbon và năng lượng hạt nhân. Ngày 12 tháng 11, cảnh sát Peru thông báo đã bắt giữ hơn 1 tấn cocaine đang trên đường vận chuyển đến Mexico. Giá trị của số hàng cấm đó trên lên đến khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Theo giám đốc cơ quan cảnh sát Peru, số lượng ma túy nói trên được thu giữ trong nhiều chiến dịch truy quét. Cụ thể, hôm 1 tháng 11, cảnh sát đã phát hiện số ma túy được giấu trong hàng trăm bánh ma túy được đóng dạng gạch trong 3 container hàng. Trong quá trình thẩm vấn 3 đối tượng, cảnh sát đã tiến hành khám xét 2 địa điểm khác được các đối tượng sử dụng làm kho hàng và thu giữ hàng trăm bánh ma túy khác. Lần đầu tiên, dự trữ vàng của Nga vượt 200 tỷ đô la Mỹ khi giá kim loại quý liên tiếp lập đỉnh vào tháng trước. Đây là sự kiện đáng chú ý trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới đang có nhiều biến động. Nga hiện nằm trong nhóm 10 nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Thống kê của Hiệp hội vàng thế giới cho thấy, tính đến hết quý 2 năm 2024, Nga sở hữu 2.335 tấn vàng. Nước dẫn đầu là Mỹ với 8.133 tấn. Quý khán giả thân mến, bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.